Xin chào mọi người, mọi người vào chơi game với em nhé. Mọi người ơi, mọi người vào chơi game với em đi để nhận quà. Hôm nay nhận quà rất là đặc biệt nhé mọi người nhé. Nhận quà rất là đặc biệt luôn ạ. Xin chào ba người đang xem nhá. Mọi người vào xem, mọi người chia sẻ cho em đi nào. Mọi người chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm đi ạ. Đây là phần quà hôm nay nhá. Phần quà hôm nay là một siêu son mới ra mắt công ty em ngày hôm qua nhé mọi người nhá. Mọi người nhanh tay vào chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm nhé mọi người nhá. Xin chào hai người đang xem nhá. Mà mọi người vào xem, mọi người chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm ạ. Sau đó mọi người nhấn theo dõi cộng kết bạn nick Facebook Nguyễn Thị Ngân nhé mọi người nhá. Xin chào chị Trần Mai nhá. Hôm nay giải thưởng rất là đặc biệt nha mọi người nhá. Đó là một siêu son của công ty em mới ra mắt nha. Và một BB stick nha mọi người nhá. Siêu son này giá trên thị trường là 255.000 ạ. Và BB stick là giá là 315.000 nha mọi người nhá. Là mọi người nhanh tay chia sẻ cho em nhé. Tổng giá trị của combo này là 570.000 nha mọi người nhá. Đây là son Go công ty em mới ra mắt ngày hôm qua nhá mọi người nhá. Mọi người nhanh tay mà chia sẻ cho em ạ. Chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm ạ. Sau đó mọi người nhấn theo dõi cộng kết bạn nick Facebook Nguyễn Thị Ngân của em nhé mọi người nhé. Xin chào Nguyễn Thị Phương này, xin chào Yến Phan này. Nào mọi người nhanh tay vào chia sẻ đẩy lượt view lên để em bắt đầu chơi câu hỏi ạ. Hộp gì màu vàng á chị? Đây là son Go của công ty mình mới ra nhá mọi người nhá. Công ty mình mới ra son này ngày hôm qua thôi ạ. Hôm nay ai sẽ là người may mắn được dinh em son này đây ạ. Son này mới ra mắt ngày hôm qua nhá mọi người nhá. Hôm nay mình sẽ tặng combo là BB stick và son gông nhá mọi người nhá. Son có giá trên thị trường 255.000 và BB stick là 315.000 ạ. Tổng của combo này là 570.000 nhá mọi người nhá. Hôm nay ai sẽ là người may mắn được em son này đây ạ. Nào mọi người nhanh tay chia sẻ cho em đi nào. Chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm đi ạ. Sau đó nhấn theo dõi cộng kết bạn nick Facebook Nguyễn Thị Ngân nhé mọi người nhé. Quá lớn vậy chị. Vâng chị Trần Mai ơi, quá hôm nay rất là lớn nha. Lên mọi người chia sẻ cho em đi ạ. Cho em xem bên trong đi. Ok Nguyễn Thị Phương nha, đây nhá mọi người nhá. Đây ạ, một thỏi son này. Son này nó có hai đầu, thiết kế rất là sang nhá mọi người nhá. Son thiết kế hai đầu rất là sang và đây ạ, một đầu là son màu này và một đầu là son dưỡng nhé mọi người nhá. Son dưỡng được chế xuất từ bậc hà này, nó làm môi mình không bị nể này, không bị nể vào mùa đông nhá, giúp môi rất mềm mại nhé mọi người nhá. Xin chào Lê Đức Anh này, xin chào Tuấn Anh nhá. Nào mọi người mới vào xem, mọi người chia sẻ xem đẩy lượt view lên đi nào, đẩy lượt view lên cho em đi ạ, để em bắt đầu chơi game nhé mọi người nhá. Mọi người đẩy lượt view cho em lên đi ạ, chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm đi ạ. Sau đó mọi người nhấn theo dõi cộng kết bạn nha để em bắt đầu chơi game nhé mọi người nhá. Để em sẽ bắt đầu chơi game với mọi người ạ. Em sẽ bắt đầu chơi game nhé mọi người nhá. Nào mọi người nhanh tay chia sẻ cho em đi nào. Câu hỏi của em là đầu gì không có não ạ? Đẩy nha. Ok bác nha. Nào mọi người chia sẻ cho em đi ạ. Xin chào Dương Nguyễn này. Có đầu dưỡng à, chị tiện thế. À đúng rồi Phương nhá, son nó được mới thiết kế nên là nó rất là tiện lợi, là rất là tiện lợi nhá. Son có đầu dưỡng luôn cho mọi người đỡ bị nể môi nhá mọi người nhá. Thích quá. Nào mọi người nhanh tay chia sẻ cho em đi nào, sẵn sàng bắt đầu. Ok chị Liễu nhá, đã chia sẻ cảm ơn chị nhá. Hôm nay chơi gì vậy? Hôm nay em sẽ chơi câu hỏi nhá mọi người nhá, là đầu gì không có não ạ. Câu hỏi của em là đầu gì không có não này. Xin chào Tâm Nhi này. Đầu gì không có não ạ? Đầu kiến chứ đúng nhá mọi người nhá. Ai sẽ là người may mắn? Ai sẽ là người may mắn đây ạ? Ai sẽ là người may mắn nhận được combo này đây ạ? Nào mọi người nhanh tay lên nào. Đầu kiến chưa đúng, đầu đường chưa đúng, đầu tu chưa đúng ạ.
Nào mọi người nhanh tay đẩy lượt view lên đi ạ. Nhanh tay đẩy lượt view cho em lên đi nào. Đã chia sẻ. Ok cô Dương nhá. Đầu lâu chưa đúng này. Nào mọi người ai mới vào xem thì mọi người chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm nhá. Sau đó mọi người nhấn theo dõi cộng kết bạn nick Facebook Nguyễn Thị Ngân ạ. Nếu như mọi người trả lời đúng rồi mà mọi người chưa chia sẻ thì mọi người cũng không được nhận quà đâu nhá mọi người nhá. Đầu tư chưa đúng này chị Lan Ngọc này, đầu tôm chưa đúng này chị Liễu này, đầu đường chưa đúng ạ. Nào mọi người nhanh tay lên nào, đây là son gượng. Đây là son Go công ty em mới ra mắt ngày hôm qua nhá mọi người nhá. Son này sẽ là sản phẩm siêu hot nhất của cuối năm 2018 nhá mọi người nhá. Nào ai sẽ là người nhận được siêu phẩm này đây ạ? Nào mọi người nhanh tay chia sẻ cho em đi nào. Đầu kiến chưa đúng này chị Tâm Nhi này, xin chào chị Yến Linh nhá. Nào mọi người nhanh tay vào chia sẻ cho em là đẩy lượt view lên cho em đi nào. Chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm nhá. Sau đó mọi người nhấn theo dõi cộng kết bạn nick Facebook của em nhá mọi người nhá. Đầu tư chưa đúng chị Liễu này, đầu son chưa đúng lại em mới vào chơi gì vậy ạ? Chị Yến Linh ơi, em sẽ chơi câu hỏi này. Câu hỏi của em là đầu gì không có não ạ? Đầu gì không có não nhá mọi người nhá. Ai là người trả lời đúng thì sẽ nhận được một combo, đó là siêu phẩm Son Go của công ty em mới ra mắt ngày hôm qua và kem nền BB Stick nhá mọi người nhá. Combo này có trị giá là 570.000 ạ. Nào mọi người ai muốn nhận quà thì mọi người chia sẻ cho em đi nào. Xin chào Nguyễn Thị Hương nhá. Bị chặn. Xin chào Thanh Hương này, đầu lâu chưa đúng này chị Tâm Nhi nhá. Đầu lâu chưa đúng ạ. Đầu gì không có não ạ? Nào mọi người chia sẻ cho em đi nào. Đầu giờ chưa đúng ạ. Đây ạ, combo này rất là sang chảnh nha mọi người nhá. Đó là kem nền BB Stick này, kem nền BB Stick có giá niêm yết trên thị trường là 315.000 nhá mọi người nhá. Nó là kem nền che khuyết điểm ạ. Đầu giờ chưa đúng nhá chị Tâm Nhi nhá, đã chia sẻ 20 nhóm rồi. À em cảm ơn chị Nguyễn Thị Hương nhá. Đầu đạm chưa đúng này, Nguyễn Thị Phương này. Đầu đạm chưa đúng nhá mọi người nhá. Đầu phấn chưa đúng ạ. Quà to quá. Quà hôm nay rất là lớn nhá mọi người nhá, nên mọi người đẩy lượt view lên cho em đi nào. Vì quà hôm nay rất là lớn nên mọi người phải kéo tương tác lên cho em lên cao đi nhá thì em mới có thể tặng quà được cho mọi người nhá mọi người nhá. Cả Son Girl và cả BB à em. Vâng chị Liễu nhá, hôm nay được sẽ được tặng combo này rất quà rất là to nhá. Đây là siêu phẩm của công ty em mới ra mắt ngày hôm qua nhá mọi người nhá. Đầu tháng chưa đúng này Trần Mai này. Quà to quá. Vâng chị Hương ơi, nào mọi người vào mọi người chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm đi ạ. Nhanh tay nhanh tay. Một siêu phẩm công ty em mới ra mắt ngày hôm qua đó là Son Go nha mọi người nhá. Son thiết kế hai đầu rất là sang chảnh và tiện lợi luôn ạ. Đầu tuần chưa đúng này, đầu ngõ chưa đúng nhá chị Trang Hà nhá, đầu tuần chưa đúng ạ. Đầu ngày chưa đúng này. Đây nhá mọi người nhá. Đầu năm chưa đúng này chị Liễu nhá. Xin chào Lưu Thanh Nga. Đây ạ, son công ty em mới ra mắt ngày hôm qua được thiết kế hai đầu rất là tiện lợi này và sang chảnh nhá mọi người nhá. Đầu ngón tay chưa đúng, một đầu màu xanh này là đầu dưỡng môi nhá mọi người nhá, được chiết xuất từ lá bạc hà nhá, nó giúp môi mình vào mùa đông sẽ không bị nẻ môi này, không bị bong chóc môi nữa nhá. Còn đầu màu đỏ là đầu son màu nhá mọi người nhá. Son được thiết kế được chế tạo từ thiên nhiên nên là son nó sẽ có mùi rất là thơm của hoa quả và điều đặc biệt là son nó sẽ có hơi có vị ngọt nhá mọi người nhá. Dùng cho những bà bầu và bà mẹ mới sinh rất là tốt nhá. Và đặc biệt là mình có con nhỏ mà chẳng may con nó ăn phải son thì mọi người cũng không lo đâu nhá. Tại vì son bên em chế tạo từ thiên nhiên 100% nên là khi trẻ con ăn vào mình cũng không lo đâu ạ. Khi trẻ con ăn thì nó cũng tương tự như là mình ăn kẹo thôi ạ. Tại vì son em nó được chế tạo từ mùi hương hoa quả nhá mọi người nhá. Son Go bao nhiêu bạn? À chị Trang Hà ơi, son này có giá bán trên thị trường là 255.000 nhá chị nhá. Đầu gỗ chưa đúng này Tâm Nhi này, đầu đường chưa đúng ạ. Đầu đường chưa đúng nhá cô Dương nhá. Nào mọi người nhanh tay vào chia sẻ cho em đi ạ, chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm ạ. Câu hỏi của em là đầu gì không có não này, xin chào Thúy Cường này. Đầu gì không có não ạ? Hôm qua đi đâu đấy? À hôm qua mình đi dự công ty ra sản phẩm mới đó là Son Go nhá mọi người nhá.
Tâm Nhi có thật không ạ? Tại con mình hay nghịch son. À, Tâm Nhi ơi, đây là mình nói là sự thật 100% nhá. Son nó có vị hơi ngọt của hương hoa quả nhá. Với cả mùi của nó cũng rất là thơm, là đặc trưng từ hoa quả nhá. Son bên mình chiết xuất 100% từ thiên nhiên nên mọi người không lo nhá. Chẳng may con mình nó ăn vào thì mọi người cũng đừng lo nhá. Tại nó khi con ăn vào thì nó cũng khi nó cũng mọi người cứ tưởng tượng con như là nó ăn kẹo thôi ạ. Nó cũng không ảnh hưởng gì đâu nhá mọi người nhá. Nên mọi người cứ yên tâm ạ. Nào mọi người nhanh tay vào đoán đi ạ, để xem ai sẽ là người nhận được combo trị giá 570.000 đấy ạ. Son có mấy màu bạn ơi? À chị Trang Hà ơi, son bên em hiện tại có 7 màu nhá chị nhá. À chị quan tâm thì chị inbox cho em sẽ tư vấn thêm cho chị nhá, chị Trang Hà nhá. Đầu mối chưa đúng, đầu tư chưa đúng ạ. Đầu đất chưa đúng ạ. Xin chào Nguyễn Mai này. Đầu nâu chưa đúng nhá mọi người nhá. Đầu gì không có lão nào, mọi người chia sẻ cho em chưa ạ? Chia sẻ đẩy lượt view lên cho em đi nào. Chia sẻ đẩy lượt view cho em đi ạ. Đầu lâu chưa đúng, đầu đá chưa đúng ạ. Gợi ý chưa, mình chưa gợi ý nhá mọi người nhá. Mình chưa gợi ý gì đâu ạ. Mà hôm nay quà rất là đặc biệt. Và đặc biệt nó là một siêu phẩm của công ty mình mới ra mắt ngày hôm qua nhá. Nên mọi người phải đẩy lượt view lên cho em ạ. Đẩy lượt view nhiều lên cho em thì em mới tặng quà được nhá mọi người nhá. Đầu gối chưa đúng nhá, mình mau nhá. Gợi ý ai cháu chưa gợi ý được đâu nhá, là mọi người phải chia sẻ cho em đi ạ thì em mới gợi ý được nhá. Mọi người chia sẻ lên 30 người xem đi, em sẽ gợi ý cho mọi người nhá. Hello, xin chào Nguyễn Mai nhá, chia sẻ rồi nhé, cảm ơn chị Trang Hà. Đầu búp bê chưa đúng nhá mọi người nhá. Đầu sóng chưa đúng ạ. Đầu gì không có não ạ, đã chia sẻ 10 nhóm ạ. Cảm ơn chị Liễu nhá. Là mọi người chia sẻ đẩy lượt view lên cho em đi nào, phải lượt view tăng lên em mới gợi ý được nhá mọi người nhá. Quà chia sẻ nhiều là của chị. Chia sẻ lên 100 nhóm đi em sẽ tặng quà. Đã chia sẻ nhóm, cảm ơn chị Nguyễn Thị Nhài nhá. Đã chia sẻ, cảm ơn chị Tâm Nhi ạ. Là mọi người phải chia sẻ mọi người mới được quà nhá. Mọi người phải chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm này, sau đó nhấn theo dõi cộng kết bạn nick Facebook của em nhá mọi người nhá. Thì mọi người trả lời đúng mới được quà. Đầu ngón chân chưa đúng, đầu ngón tay chưa đúng nhá. Đầu láng chưa đúng, đầu mụn chưa đúng ạ. Nào mọi người chia sẻ đẩy lượt view lên đi nào. Lên 30 người xem em sẽ bắt đầu gợi ý đầu tiên nhá mọi người nhá. Và lên 50 người xem thì em mới tặng quà được nhá mọi người nhá. Tại vì phần quà này giá trị của nó rất là lớn mọi người ạ. Đầu đình chưa đúng ạ. Quà to thế nhỉ. Quà rất là to nhá mọi người nhá. Đó là một kem nền BB Stick, là kem nền che khuyết điểm này, kem nền trang điểm nhá mọi người nhá. Giá của nó trên thị trường là 315.000 và đây là siêu phẩm mới của công ty mình, đó là Son Go nha mọi người nhá. Giá niêm yết của nó trên thị trường là 255.000, công ty em mới ra mắt ngày hôm qua luôn ạ. Nào mọi người nhanh tay lên nào. Đầu gì không có não ạ? Đầu gió chưa đúng, đầu sóng chưa đúng, đã chia sẻ cảm ơn chị Giang Giang này. Đầu đời chưa đúng nhá chị Hương nhá, đầu làng chưa đúng, đầu răng chưa đúng ạ. Nào mọi người chia sẻ cho em lên 30 người xem em sẽ gợi ý đầu tiên cho mọi người nào. Mọi người nhanh tay lên ạ. Đầu lọc chưa đúng này, đầu cây chưa đúng này, đầu rắn chưa đúng, đầu người hành tinh chưa đúng ạ. Nào mọi người chia sẻ mạnh tay lên cho em đi nào. Lên 30 người xem em sẽ bắt đầu gợi ý nhá mọi người nhá. Đầu núi chưa đúng, đầu sạc chưa đúng, đầu ngõ chưa đúng ạ. Ôm lại có tí mà nóng quá rồi. Nào mọi người chia sẻ mạnh tay lên cho em đi nào. Đầu nát chưa đúng, đầu thú chưa đúng, đầu mục chưa đúng, đầu tiên chưa đúng ạ. Nào mọi người nhanh tay chia sẻ cho em đi ạ. Da này đẹp hơn rồi đấy. Da em đẹp hơn là do em dùng serum dưỡng da của công ty Mini Garden và kem phách nha mọi người nhá. Buổi tối em dùng hai sản phẩm dưỡng da này nên là da em đã căng mịn hơn rồi nhá. Và nó đã giảm bớt tàn nhang rồi nhá mọi người nhá. Đầu gối chưa đúng, đầu thu gì kêu chưa đúng ạ. Đầu ngõ chưa đúng, đầu thư chưa đúng, đầu giường chưa đúng. Nào mọi người chia sẻ cho em đẩy lượt view lên 30 người xem em sẽ bắt đầu gợi ý đầu tiên ạ. Nên mọi người nhanh tay chia sẻ cho em đi nào. Chốc xong game tư vấn cho chị nhé. Ok chị Liễu nhá, tí em chơi game xong em
ai cần tư vấn thì mọi người cứ inbox cho em để em tư vấn nhé mọi người nhá. Đầu ảnh chưa đúng, đầu đà chưa đúng, đầu tư chưa đúng ạ. Kem dưỡng bao nhiêu tiền thế bạn? À chị Trang Hà ơi, kem dưỡng bên em là kem fake dưỡng da ban đêm nhá mọi người nhá. À, giá niêm yết của nó trên thị trường là 350.000 ạ. Khi mọi người đặt hàng trực tiếp bất kỳ sản phẩm gì trên line sẽ được free ship nhá mọi người nhá. Đầu ngọn đèn chưa đúng này, đầu sọ chưa đúng này, khó thế nhỉ? À khó chứ, phải khó chứ, tại vì phần giá trị của nó cũng khá là cao nên là câu hỏi nó cũng phải khó một chút nhá mọi người nhá. Thì thế thì mới ai dinh được phần quà này thế thì mới là giỏi nhá mọi người nhá. Đầu giường chưa đúng ạ, đầu ngọn lửa chưa đúng ạ. Nào mọi người nhanh tay lên nào. Ai sẽ là nhận được combo trị giá 570.000 này đây ạ. Một siêu phẩm son công ty em mới ra mắt ngày hôm qua này. Và đây là BB Stick. Quá quen thuộc với mọi người rồi nhá mọi người nhá. Mọi người nhanh tay chia sẻ đi ạ. Ai mới vào xem mọi người chưa chia sẻ thì mọi người chia sẻ cho em nhanh tay lên nào. Nếu như mọi người nhận quà rồi, trả lời đúng mà chưa chia sẻ cũng không được quà đâu nhá mọi người nhá. Đầu gì không có não nha mọi người nhở. Đầu gì không có não ạ. Đầu võng chưa đúng này. Xin chào Nguyễn Thị Vân nhá. Nào mọi người nhanh tay chia sẻ cho em đi ạ. Xin chào chị An Nhiên này. Đầu gì không có não ạ. Nào mọi người nhanh tay chia sẻ cho em đi nào. Đầu mana canh không đúng nhá. Gợi ý đi chị. À mọi người ơi chia sẻ cho em. Chia sẻ cho em lên một lần lên trang cá nhân và lên 10 các hội nhóm đi ạ. Là tăng lượt view lên. Em chỉ thấy giảm thôi chứ em không thấy tăng lượt view đâu ạ. Là tăng lượt view lên để em sẽ gợi ý nhá mọi người nhá. Mọi người tăng lượt view lên cho em đi ạ. Mọi người nhanh tay tăng lượt view cho em đi nào. Đầu ong chưa đúng, đầu đá chưa đúng. Có mấy chữ bé ơi. Nào mọi người đẩy lượt view cho em lên 30 người xem đi. Em sẽ gợi ý cho mọi người nhá mọi người nhá. Đầu cống chưa đúng này, đầu giấy chưa đúng, đầu gió chưa đúng ạ. Nào mọi người nhanh tay đẩy lượt view cho em lên đi ạ. Đầu nhựa chưa đúng ạ. Đầu gối chưa đúng này, đầu không có não chưa đúng ạ. Đầu không có não không đúng nhá mọi người nhá. Đầu gì không có não nào. Đầu cành chưa đúng ạ. Đầu hói chưa đúng ạ. Đầu ngọn tay. Đầu ngọn tay chưa đúng nhá, đầu hoa chưa đúng nhá mọi người nhá. Em đã nhìn thấy có đáp án đúng rồi ạ. Em đã nhìn thấy đáp án đúng của một bạn rồi. Em sẽ ghi tên bạn ý vào đây nhá mọi người nhá. Em đã nhìn thấy đáp án đúng của một bạn rồi ạ. Em sẽ ghi tên bạn ý vào đây nhá. Sau đó cuối live em sẽ công bố ạ. Em đã nhìn thấy đáp án đúng của một bạn trả lời rồi nhá mọi người nhá. Nhưng cuối live này em mới thông báo kết quả. Em đã ghi tên bạn ý vào một tờ giấy rồi. Sau đó cuối live em sẽ đọc tên bạn ý lên. Nếu như bạn ý còn xem ở live thì em sẽ tặng quà. Còn nếu như bạn ý không còn xem ở live nữa thì em sẽ không tặng quà đâu nhá mọi người nhá. Em đã nhìn thấy có một bạn trả lời đúng rồi. Nhưng ai đã tham gia chơi game và trả lời thì mọi người cố gắng ở đến cuối live để em đọc tên nhá mọi người nhá. Mọi người cố gắng ở đến cuối live để em đọc tên. Nếu như em đọc tên mà không còn xem ở trên live nữa là em sẽ không tặng quà đâu nhá mọi người nhá. Em đã nhìn thấy tên của một bạn rồi nhá mọi người nhá. Đến hết cái live stream này em sẽ công bố kết quả. Đến hết cái live stream này em sẽ công bố kết quả nhá mọi người nhá. Nên là ai đã vào trả lời rồi thì mọi người cố gắng đợi đến xem hết cái live này nhá. Nếu như mọi người em đọc tên mà mọi người không còn xem ở đây nữa là em sẽ trao quà cho, không trao quà đâu ạ. Đáp án là gì thì đến cuối live này em mới thông báo nhé mọi người nhá. Xin chào Minh Thúy này. Xin chào anh Đoàn nhá.
Nào mọi người đã vào trả lời thì mọi người cố gắng ở đến cuối livestream giúp em nhé mọi người nhé. Sau đây em sẽ chuyển sang phần bán hàng ạ. Đây là kem nền BB Stick nhé mọi người nhé. Kem nền BB Stick là kem nền dạng thỏi ạ. Nó thiết kế hai đầu rất là tiện lợi cho mọi người nhé. Nó thiết kế hai đầu rất là tiện lợi ạ. Đầu đĩa chưa đúng nhá Nguyễn Thị Phương nhá. Mình đã tìm thấy đáp án đúng rồi và đến cuối live mình sẽ đọc đáp án lên. Một đầu nó là chổi cọ này và một đầu là kem nền BB Stick nhá mọi người nhá. Cái chổi này nó thiết kế bằng những sợi rất là nhỏ luôn ạ. Thiết kế bằng những sợi rất là nhỏ, khi mọi người tán lên mặt thì nó không hề bị rát mặt đâu nhá mọi người nhá. Còn đầu này là đầu kem nền này, đầu kem nền này nó có trọng lượng là 8 gram nhá mọi người, dùng được từ 4 tháng đến 5 tháng cho ai dùng nhiều nhá. Còn mọi người ai dùng ít thì mọi người dùng được tầm 1 năm mới hết nhá mọi người nhá. Nó có hai tông màu ạ, tông 21 dành cho những người da trắng, da sáng, da ít khuyết điểm ạ, và tông 22 dành cho những người da đen, da sạm, da nhiều khuyết điểm nhá. Tông em đang dùng là tông 22 ạ, tại vì da em nó cũng hơi ngăm đen nên em dùng tông 22 nhá. À, đây ạ, trên mặt em là rất nhiều những cái vết bút em vừa vẽ lên nhá. Sau đây em sẽ dùng kem nền BB Stick em sẽ che phủ những cái khuyết điểm đấy cho mọi người xem nhé mọi người nhá. Kem nền nó đi đến đâu này, cái chổi cọ nó tán đều kem đến đấy nhá mọi người nhá. Nó sẽ che phủ hoàn toàn những cái khuyết điểm trên mặt mình ạ. Mọi người tán theo hướng vòng tròn nhá mọi người nhá. Mọi người tán theo hướng vòng tròn ạ. Mọi người cố đợi đến cuối live nhé mọi người nhé. Mọi người cố đợi đến cuối live em sẽ đọc tên người trúng quà cho mọi người ạ. Khi mọi người dùng BB Stick thì mọi người tán theo hướng vòng tròn cho em này. Mọi người chớ tán theo hướng từ trên xuống nhé. Mọi người tán theo hướng từ trên xuống lâu ngày thì mặt mình sẽ bị chảy xệ nhé mọi người nhé. Nên mọi người tán theo hướng vòng tròn cho em ạ. BB Stick bao nhiêu tiền mấy ạ? À, BB Stick bên em giá bán trên thị trường là 315.000 nha mọi người nhá. Khi mọi người đặt hàng trực tiếp trên live mọi người sẽ được free ship và được tặng thêm một lọ dầu tẩy trang nha mọi người nhá. Da em xấu nhiều thâm do mụn che được không chị? À Nguyễn Thị Phương ơi, da thâm và nhiều mụn thì BB Stick nó che phủ hoàn toàn những cái điều đấy nhá mọi người nhá. Khi mọi người đặt hàng trực tiếp trên live sẽ được free ship và sẽ được tặng thêm một lọ dầu tẩy trang trị giá 100.000 ạ. Nên là khi mọi người mua hàng trên live mọi người sẽ có rất nhiều ưu đãi hơn là mọi người mua hàng không qua trên live nhé mọi người nhé. Bao nhiêu tiền vậy em? À chị Nguyễn Thị Hương ơi, BB Stick giá niêm yết trên thị trường là 315.000 ạ. Cái này đi mưa có lem không? À BB Stick nó chống nước rất là tốt nha. Chứ em lại quên không mang cái cốc nước ra đây để test thử cho mọi người rồi ạ. BB Stick nó có độ kháng nước rất là tốt nha. Khi mọi người đi biển này hoặc mọi người đi ngoài đường gặp mưa này hay hoặc mọi người ra mồ hôi thì nó sẽ không bị trôi đi đâu nhá. Nó không hề bị trôi, BB Stick này không hề bị lem đi nhá mọi người. Đây mọi người nhìn thấy da em chưa? Em mới dùng một lớp BB Stick trên mặt này, mọi người nhìn thấy hai bên mặt nó đã khác nhau chưa? Một bên này em dùng một lớp BB Stick rồi còn bên này em chưa dùng nhá mọi người nhá. Em lấy BB tông 22 nha. Ok chị Trần Mai nhá, kết thúc live này em sẽ gọi điện chốt hàng cho mọi người ạ. Mịn không chị? À Giang Giang ơi đây ạ, chị nhìn thấy trên mặt em đây. Cho em cho mọi người tự cảm nhận nhá, chứ em không nói cả mọi người bảo em nói phét rồi nói thế lọ thế kia nhá. Mọi người nhìn thấy da mặt em phát trực tiếp như thế này là em sẽ không chỉnh sửa được này. Em không chỉnh sửa được và mặt em như thế nào thì nó sẽ trực tiếp lên cho mọi người nhìn thấy nhá mọi người nhá. Em cây BB gửi về Thanh Hóa giúp em. Ok Nguyễn Thị Phương này. À, nhìn đẹp quá cho chị một BB. Ok chị Nguyễn Thị Hương nhá. Shop ở đâu vậy? À chị Thoa Trần Thị ơi, em bán hàng trên online nhá. Khi mọi người đặt hàng trực tiếp trên live thì em sẽ free ship tất cả các đơn nhá mọi người nhá. Nên là mọi người đặt hàng trên live sẽ rất có nhiều ưu đãi nhá. Dùng được bao lâu ạ? Một cây BB Stick như thế này, em bản thân em là em hay livestream, em ngày nào em cũng dùng mà em dùng được 4-3 tháng rồi mà nó vẫn chưa hết nhá. Em dùng được 3 tháng rồi mà nó còn vẫn khá là nhiều nhá mọi người nhá. Em hay livestream bán hàng em hay phải dùng mà em dùng được 3 tháng rồi mà nó vẫn còn rất là nhiều. Còn nếu mọi người thỉnh thoảng mới dùng thì mọi người phải dùng được tầm 1 năm nhá mọi người nhá. Da mình khô sần sùi dùng có mịn được không? À chị Tâm Nhi ơi, da sần sùi dùng nó rất là mịn, kem này nó được chế xuất từ thiên nhiên và nhập khẩu một số từ bên Mỹ nhá mọi người nhá. Đây mọi người nhìn da em này. Mọi người nhìn da em thì biết ạ. Đây ạ, em mới dùng một lớp thôi nhá.
sau đây em sẽ test thử lốt một bên cho mọi người xem nhá. Em sẽ test thử lốt một bên này em chưa dùng cho mọi người xem ạ. Xin chào chị An Nhiên nhá. Nào mọi người, em sẽ test thử lốt một bên nữa cho mọi người xem. Là kem nền BB Stick nó thần thánh như thế nào nhá mọi người nhá. À, có trôi kem không chị? À, chị Giang Giang ơi, kem bên em nó kháng nước rất là tốt nha, nhưng hôm nay em quên mất, em không lấy lọ cái cốc nước để em test thử cho mọi người. Nhưng ai mà xem hay xem livestream của em thì mọi người đã biết em đã vỗ hẳn nước lên mặt cho mọi người xem rồi ạ. Nó hoàn toàn chống nước nhá. Khi mọi người đi bơi, mọi người đi chơi này mà ra mồ hôi hoặc mọi người gặp mưa thì mọi người cứ yên tâm là nó sẽ không bị trôi kem đâu nhá mọi người nhá. Thâm nám che phủ được không? À, thâm nám tàn nhang này, mụn li ti này đều che hết được nhé mọi người. Đặc biệt là với cái thời tiết hanh khô như thế này thì da mặt mình rất hay bị khô này, hay bị bong, hay bị khô này, thì mọi người dùng BB Stick nó cũng không hề bị lem kem này, không hề bị bong kem đâu nhá. Nó rất là mềm mịn, nó rất nhìn da rất là mướt nha mọi người nhá. Xin chào chị Đỗ Thị Loan này, có bị bở không chị? Đây là chị Giang Giang ơi, chị nhìn mặt em đây, chị có thấy bệt bở không ạ? Chị nhìn mặt em, chị có thấy mặt em bở không ạ? Nó rất là mịn mướt nhá mọi người nhá. Đánh phấn cô dâu dùng được không ạ? Có chứ chị, cây kem nền BB Stick này nó thay thế ba loại trang điểm này, kem lót, kem nền và kem che khuyết điểm nhá mọi người nhá. Chỉ cần một cây BB Stick này trong vòng 2 phút nó đã thay thế hoàn toàn ba bước trang điểm cho mọi người rồi nhá mọi người nhá. Bao nhiêu một thỏi ạ? Chị Giang Giang ơi, cây BB Stick này giá niêm yết trên thị trường là 315.000 nhá mọi người nhá. Giá niêm yết của nó trên thị trường là 315.000 ạ. Khi mọi người đặt hàng trực tiếp trên live, mọi người sẽ được tặng thêm một lọ dầu tẩy trang trị giá là 100.000 nữa nhá mọi người nhá, và được free ship ạ. Em sẽ test thử một lần nữa cho mọi người xem ạ. Đây ạ, em sẽ test thử một lần nữa cho mọi người xem nhá. Cho những ai mới vào xem, mọi người chưa được chứng kiến cái độ che phủ thần thánh của BB Stick nhá mọi người nhá. Em sẽ test thử một lần nữa cho mọi người xem. Cái kem này nó đi đến đâu nó hoàn toàn che khuyết phủ đến đấy nhá mọi người nhá. Hi hi xinh quá. À chị Thoa Trần Thị ơi, à em dùng BB Stick với son râu nhá. Em bán cái gì em sẽ dùng cái đấy, nên là nhìn nó sẽ khác hơn là mình không dùng nhá. Đây ạ, em dùng BB Stick và son râu nhá. Son râu bên em bán trên giá thị trường là 265.000 nhá. Khi mọi người mua hàng trực tiếp trên live sẽ được free ship và sẽ được tặng thêm một son nhá mọi người nhá. Xin chào chị Khánh Thơ nhá. Cho mình một cây mình inbox địa chỉ. Ok nhá mọi người. Ok chị Đỗ Thị Loan này, mọi người đặt hàng mọi người cứ inbox trực tiếp cho em, kết thúc live em sẽ gọi điện chốt hàng cho mọi người nhá. Đây à mọi người, em sẽ test thử lại một lần nữa cho mọi người nhá mọi người nhá. Những ai mới vào xem mà mọi người chưa được chứng kiến nhá mọi người nhá. Chị một cây nha. Ok chị Vũ Thị Mai nhá. Cái này bôi có mịn thật không bạn? À Tâm Nhi ơi, đây ạ. À, em bôi lớp này là lớp thứ 2 rồi nhá. Em bôi lớp này là lớp thứ 2 rồi ạ. Mọi người nhìn thấy da em nó có mịn không ạ? Em cho mọi người tự cảm nhận nhé mọi người nhé. Mọi người tự cảm nhận là thấy da nó có mịn không ạ? Em dùng bên mặt này là hai lớp BB Stick rồi nhé. Mọi người tự cảm nhận là nó có mịn không ạ? Nó có bị lem kem không ạ? Nó có bị lồm cồm rồi bong chóc kem trên mặt không ạ? Rất là mịn luôn nhé mọi người nhé. Xin chào chị Khánh Thơ nhá. Bên mặt này em đã test thử hai lượt BB Stick rồi. Mọi người nhìn thấy, mọi người có cảm thấy là da mặt em nó dày cụm lên là đã trang điểm nhiều không ạ? Nhìn nó rất là mỏng nhá mọi người nhá. Có nặng mặt không nhá? Không hề nặng nhá mọi người nhá. Không hề nặng mặt đâu ạ. Nó mỏng bay như là mình không dùng gì luôn đấy ạ. Chị dùng rồi thích lắm luôn. À cảm ơn chị Khánh Thơ nhá. Bên mặt này em đã dùng hai lớp rồi mà cảm giác nó như kiểu là mình chưa dùng gì ạ. Hai mặt nó đã khác nhau rồi nhá. Bên mặt này dùng hai lớp và bên mặt này em mới dùng một lớp thôi ạ. Gì vậy bạn? À Nam Lê ơi, đây là mình đang bán về sản phẩm kem nền BB Stick nhá. À mọi người, giá niêm yết của nó trên thị trường là 315.000 ạ. Mình sẽ test thêm một lượt nữa bên mặt này cho mọi người xem nhá. Mọi người mới vào mọi người không biết nhá. Em sẽ test thử thêm một lượt nữa cho mọi người xem ạ. Trông đẹp quá.
Cảm ơn chị Hương nhé nào. Đẹp quá thì mọi người nhanh tay đặt hàng giúp em đi nào. Nhẹ nhàng đánh giày nhiều lớp mà vẫn không bị mốc, rất tự nhiên. Vâng đúng rồi chị Khánh Thơ nhá. Mình kể cả mình đánh 3-4 lớp thì nhìn nó vẫn rất là tự nhiên nhá mọi người nhá, chứ nó không hề bị, nó không hề bị giống như là mình trang điểm một giày một lớp trên mặt mình đâu ạ. Chị dùng sản phẩm rất thích bạn à, hết mình ủng hộ tiếp nhé. Ok, cảm ơn chị Trang Hà nhá. Khách bên em khi họ mua thì họ không chỉ mua một lần đâu ạ. Họ mua một lần rồi họ sẽ quay lại mua lần thứ hai, họ mua lần thứ hai rồi họ sẽ mua lần thứ ba, thứ bốn nhá mọi người nhá. Ok, cho mình một thỏi kem lèn này nhá. Ok, bạn là Tâm Nhi nhá, Tâm Nhi inbox cho mình xin địa chỉ và số điện thoại nhá. Mua trên Line có được ưu đãi không em? Khi mọi người đặt hàng trực tiếp trên Line, mọi người sẽ được em phờ đi ship tất cả các đơn khi mọi người mua hàng trực tiếp trên Line nhá. Và với riêng Mimi Stick thì mọi người sẽ được tặng thêm một lọ dầu tẩy trang Sunflower của công ty Mini Garden trị giá 100.000 nhá mọi người nhá. Mọi người nhanh tay đặt hàng đi ạ. Ngoài ra em còn có đây ạ, son râu của công ty Mini Garden nhá. Giá niêm yết của nó trên thị trường là 265.000 ạ. Khi mọi người mua hàng trực tiếp trên Line, mọi người sẽ được phờ đi ship và được tặng thêm một thỏi son như thế này nhá mọi người nhá. Bên trong hộp son nó sẽ gồm có một cây son và một nọ dầu dưỡng môi nhá. Mua một son được tặng một son và được phờ đi ship. Mọi người đặt hàng thì mọi người cho em biết màu son, bên hiện tại bên em vẫn có 9 màu son cho mọi người lựa chọn nhé mọi người nhé. Khi mọi người mua một combo như thế này giá là 580.000, mọi người sẽ được tặng thêm một son và được tặng thêm một lọ dầu tẩy trang Sunflower nhé. Trị giá của quà tặng này lên tới 365.000 rồi nhé mọi người nhé, và mọi người sẽ được free ship ạ. Đặc biệt khi mua trên Line, bất kỳ sản phẩm nào đều được free ship và có quà nhé mọi người nhé. Mọi người nhanh tay đặt hàng giúp em đây nào. BB Stick nó có độ chống nắng rất là cao nhá. Độ chống nắng của nó là SPS 43 PA++. Độ chống nắng của nó lên tới 8 tiếng cho mọi người nhé. Độ chống nắng lên tới 8 tiếng luôn ạ. Nó thay thế hoàn toàn này kem lèn này, kem che khuyết điểm này, và kem chống nắng luôn nhá. Em lấy thêm thỏi son nha. Ok, chị Trần Mai lấy thêm thỏi son thì cho em biết màu nhá chị nhá. Chị có thể inbox trực tiếp cho em biết màu ạ. Để em sẽ tư vấn thêm cho mọi người nhá. Còn ai thắc mắc về kem nền BB Stick nữa không ạ? Để em sẽ test một lần nữa cho mọi người xem nhá. Thích thế thỏi của chị gần hết rồi, cho chị một combo nha em. Ok, chị Đặng Thị Khánh Thơ nhá. Gửi cho mình thỏi son gold màu cam nhé. Ok chị Trang Hà này, bên em hiện tại màu son gold này sẽ có màu đỏ cam nhé chị nhá. Chị lấy son thì inbox cho em xin địa chỉ luôn nhé mọi người nhá. Đây ạ, em sẽ test thử cho mọi người một lần nữa về kem nền BB Stick nhé mọi người nhá. Đây, giả sử trên mặt em rất nhiều những khuyết điểm này, tàn nhang này, mụn nám này, đầu đen này, thâm vết thâm mụn này, em sẽ dùng một lớp BB Stick nữa để test thử cho mọi người xem là trên mặt em sẽ gồm 3 lớp BB Stick rồi nhá mọi người nhá. Dạ tí em inbox chọn màu. Ok chị Trần Mai ạ. Em sẽ test một lần nữa cho mọi người xem nhá mọi người nhá. Này cái chổi này nó tán kem lèn đi đến đâu này, nó tán đều trên mặt mình luôn đến đấy nhá. Mọi người đặt hàng là mọi người cứ inbox cho em xin số điện thoại nhá. Kết thúc live em sẽ gọi điện chốt hàng cho mọi người ạ. Đây ạ, mọi người nhìn thấy chưa ạ? Cái chổi cọ này nó tán kem đi đến đâu, nó che phủ hoàn toàn luôn khuyết điểm đến đấy nhá. Cái mụn này của em nó là bọc thịt nhá, nên là nó chỉ che phủ được phần nào thôi, chứ nó không che phủ được hoàn toàn hết những cái mụn to như thế nhá. Những ai mà bị mụn nhỏ này, mụn li ti ạ, thì nó sẽ che phủ hoàn toàn rồi nhá. Còn mình mà bị mụn bọc mụn to thì nó sẽ che phủ được phần nào thôi nhá mọi người nhá. Đây ạ, trên mặt em đã dùng 3 lớp BB Stick rồi. Trên mặt em đã dùng 3 lớp BB Stick rồi nhá mọi người nhá. Trên mặt em đã dùng 3 lớp BB Stick rồi đấy ạ. Mọi người nhìn thấy da nó có bị lôm lôm côm không ạ? Nó có bị lem kem da không ạ? Mình inbox địa chỉ rồi. Ok bạn Tâm Nhi nhá. Đây ạ, mọi người nhìn thấy da nó có bị lem kem không ạ? Nó vẫn rất là mềm mịn nhá mọi người nhá.
nó vẫn rất là mướt luôn ạ. Rất là mướt luôn nhá. Nó không hề bị lem kem này, đặc biệt là khi vào mùa đông. Mùa đông mọi người bị khô da thì dùng BB Stick nó sẽ cung cấp độ ẩm cho da luôn nhá mọi người nhá. À, combo ok chị Khánh Thơ nhá. Nào còn mọi người còn ai đặt hàng nữa thì mọi người nhanh tay chốt hàng cho em đi ạ. Nhanh tay chốt hàng cho em xin địa chỉ là mọi người sẽ mua son hay là mua BB Stick ạ. Đây ạ, son Go công ty em bán trên giá thị trường là 255.000 nhá, một siêu phẩm mới ra ngày hôm qua nhá. Còn đây là son râu của công ty em, giá niêm yết của nó trên thị trường là 265.000. Khi mọi người mua bất kỳ một sản phẩm nào trực tiếp trên live sẽ được free ship nhá. Riêng với son râu mọi người mua một son sẽ được tặng một son này. Mua BB Stick sẽ được tặng một lọ dầu tẩy trang nhá mọi người nhá. Nào mọi người nhanh tay đặt hàng cho em đi ạ. Để em sẽ kết thúc live và em sẽ công bố game nhá mọi người nhá. Còn ai đặt hàng nữa thì mọi người nhanh tay chốt hàng cho em đi để em sẽ công bố kết quả game ạ. Kết quả game của em là đầu gì không có lão. Câu trả lời của em là đầu ngọn gió nhá mọi người nhá. Câu trả lời của em là đầu ngọn gió ạ. Câu trả lời của em là đầu ngọn gió và em đã nhìn thấy bạn Tâm Nhi trả lời nhá mọi người nhá. Em đã nhìn thấy bạn Tâm Nhi trả lời ạ. Em đã nhìn thấy bạn Tâm Nhi trả lời đúng nhất và nhanh nhất nhá. Em sẽ kiểm tra xem bạn đã chia sẻ đủ cho em một lần lên trang cá nhân và 10 lần trên các hội nhóm chưa. Nếu như bạn đã chia sẻ đủ và làm đúng các bước thì em sẽ trao phần quà cho bạn, ý là một combo BB Stick và Son Go nhá mọi người nhá. Câu trả lời của em là đầu ngọn gió nhá mọi người nhá. À mọi người ai còn mua hàng nữa thì mọi người đặt hàng cho em và inbox ai thắc mắc gì thì mọi người sẽ inbox cho em sẽ tư vấn cho mọi người nhá. Còn bây giờ em sẽ kết thúc live, em xin chào mọi người nhá.